lời Phật dạy về tình yêu, hiểu để sống và yêu trọn. Nên buông, hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý, người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn, duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, bất cầu bất khổ. 4. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ. Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai. Xem thêm, lời Phật dạy, gặp một người.
chỉ kết thúc khi tình yêu xuất hiện. 6. Đoạn tuyệt sát sanh. Đoạn tuyệt sát sanh thì sợ hãi, hận thù sẽ được nhiếp phục. 7. Đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi hận thù sẽ được nhiếp phục. 8. Nó mắng tôi đánh tôi. Một người đáng trọng. 9. Lời Phật dạy về sắc dục. Theo lời Phật dạy về tình yêu, tội tà dâm rất nặng, trời đất không dung, khi thác xuống địa ngục hối không kịp vì sự đày đọa không thấu. Người xưa rất ý thức được điều này. Có một câu chuyện vẫn được dân gian lưu truyền để răn dạy người đời giữ gìn chung thủy trong cuộc sống lứa đôi. Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chính là tội tà dâm. Hành vi này trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộ. Ngay khi một ý niệm dâm dục khởi phát, thậm chí trước khi hành vi nào đó xảy ra, đã là phạm tội lỗi lớn, tạo nghiệp to lớn. Nếu phạm lỗi, không chỉ người đó đã gây ra tai họa lớn cho chính mình, mà còn mang tới bất hạnh cho con cái họ. Một người có thể có mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người có thể có mệnh được hưởng phúc và thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết yểu. Một người có thể có vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng.